nhan sắc Nhã Phương ra sao ở tháng cuối thai kỳ. Trường Giang được mệnh danh là ông chồng quốc dân, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, Trường Giang, Nhã Phương sẽ chào đón thành viên thứ hai chào đời. Ở lần mang thai này, Nhã Phương xuất hiện tại nhiều sự kiện với tần suất dày đặc hơn. Được ông xã Trường Giang chăm sóc kỹ lưỡng trong việc ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, vì thế nhan sắc Nhã Phương ngày càng thăng hạng. Để lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ này, vợ chồng Mười Khó đã cùng nhau chụp bộ ảnh kỷ niệm trước khi chào đón thêm thành viên mới. Tuy ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn di chuyển nhanh nhẹn trên đôi giày cao gót, bà bầu liên tục tạo dáng khoe trọn đường cong quyến rũ. Với phong độ là một trong những mẹ bầu sang xịn mịn của showbiz Việt. Khi chụp ảnh, Trường Giang tỉ mỉ chỉnh sửa tư thế ngồi cho vợ trong từng góc máy để tìm được bức ảnh xinh đẹp nhất, điều này làm cho ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Không những thế, Trường Giang còn kiểm tra từng bức ảnh lựa chọn khoảnh khắc đẹp nhất của vợ yêu. Bên cạnh đó, nam MC còn phải trông con gái để bà xã thoải mái tạo dáng. Sau đó, hai vợ chồng không quên phát cả vựa cẩu lương làm cho người xem thầm ghen tị. Được biết, Nhã Phương sẽ hạ sinh con thứ hai vào tháng 10 năm 2023.